Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với thế giới trái cây nha. Ý mình là một lốc phút đó các bạn ơi. Nhưng mà nó ở Bình Dương. Mình có gặp được bộ biết bay hay là bài giờ hip hop trong này không ta? Cái gì đây? Ở đây người ta đang giao lưu quá trời là đúng không? Trời ơi, anh bạn kia đất khúc kìa, quá khủng khiếp các bạn ơi. Thế giới trái cây này thật đáng sợ mà. Biết cái gì đây không? Chân lửa step step của Sanji các bạn ơi. Đá xây Yo, Mochi V3 hả các bạn? Mình đã mua được cây Kabuzu rồi của Usopp. Một cây ná hả? Skill. Đó, thôi, skill này quá khủng khiếp các bạn ơi. Đó, hay ghê chưa? Chém ai, thích chém đúng không? Chém với tôi rồi, làm sao? Trời ơi, chị này trâu quá các bạn ơi. Cái gì đây? Triple Yogu hả? Holy shit, chỉ có 15 cái bút hay sao? Nó lại quá là rẻ luôn. Triple Yogu, holy shit, trâu. Yes nè. Ôi, chậm sao mà chịu nổi sức mạnh triple Yugu của mình hả các bạn? Chịu ít, let's go. Đó, cái gì vậy, chuyện gì vậy? Trời ơi, hiệu ứng này đúng là banh sát mà. Yes. Đó, thôi được rồi, để mình thử đi giao lưu với những bạn khác coi. À, mình thấy ai ở đây rồi các bạn ơi. Nó tới số rồi đó. Đây, đúng không? Hãy xem sức mạnh triple Yugu đây. À, chạy đâu, let's go.